Xin chào quý khách nhá. Sau đây em review cho quý khách xem chi tiết của bộ sản phẩm ốp viền đèn chiếu hậu của xe Mitsubishi Xpander đó, đời 2018 đến hiện nay. Bộ sản phẩm thì có 4 chi tiết, bao gồm đây là chỉ riêng ốp hậu, đèn hậu thôi các bác nhé. Đèn hậu thì nó có một bên hai cái tay bên rồi đó, một bên là to như này, một cái bên kia nó nhỏ nhỏ như này đó. Sản phẩm nó là một chất liệu mạ chrome cao cấp đấy. Đằng sau thì nó có băng dính 3M hai mặt, các bác mua về chỉ việc lột ra và dán thôi, rất là đơn giản đó, rất là đơn giản các bác nha. Đó, sản phẩm màu trắng này, sáng bóng này đó. Đấy, bộ sản phẩm đây là hậu các bác nhé, nó như thế này đó. Còn đây là bộ pha này, hai cái viền đèn gầm pha các bác nha. Đấy, pha nó như này. Đây em không tiện bóc, nó bóc là nó đỡ bị xước rồi. Các bác mua hàng cứ liên hệ bên em nhá. Xin chào các bác.